Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, đây cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chơi bài tập về nhà trong khóa Linh Ốc Tiếng Anh. Bài tập của ngày 27/3/2019 với chuyên đề về mạo từ. Với câu số 1 của chúng ta sẽ có như sau: tôi đang tìm một chốn, một nơi để ở. Vậy chúng ta sẽ sử dụng mạo từ ơ ân khi nó mang nghĩa là một. Vậy đây cô sẽ điền được là ơ. Nếu điền được ơ thì cô sẽ bỏ ý A, cô bỏ ý D, đúng chưa? Chúng ta sẽ có cái cụm từ the line là một cụm từ. Vậy cô chọn được câu số 1 là ý B. Xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2 của chúng ta. Nó sẽ có như sau: trong suốt cái chuyến đi của chúng ta thì chúng tôi, à đây rồi, tới một cây cầu. Cây cầu được nhắc đến một lần rồi thì lần sau chúng ta sẽ dùng the, đúng không ạ? Và chúng tôi gặp một người, một ông già ở đó. Đằng này cô mang nghĩa là một. Vậy cô sẽ dùng đáp án là the và ân. Xong câu số 2, xin mời em sẽ chuyển cho cô sang câu số 3 của chúng ta. Câu số 3 chúng ta sẽ có câu đối dịch là: bạn có muốn thử một chút sâm banh không? À, đấy là cặp đến phần sau, cô sẽ giảng cho em phần này luôn này. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ có từ sau. Từ many nghĩa là nhiều. Vậy cô sẽ có là, cô sẽ có ngược, à do nhiều, cô sẽ có many là nhiều thì cô sẽ có từ a few là một ít. Và cô sẽ có từ few nghĩa là hầu như không có. Nhờ, thì cô sẽ có từ sau này, cô có từ much cũng là nhiều. Thì cô sẽ có từ a little nghĩa là một ít. Và cô sẽ có từ little nghĩa là hầu như không có. Theo hàng dọc xuống, à sorry, theo hàng ngang ra, many, a few và few, từ đấy là dùng cho danh từ đếm được, nhớ nhá. Dùng cho danh từ đếm được. Thế còn ở dưới theo hàng ngang ra thì cô sẽ có từ much, a little và little, dùng cho danh từ không đếm được. Chưa, dùng cho danh từ không đếm được. Thế này cô sẽ có từ much và many. Theo hàng dọc xuống thì cả much với many, với cả từ much và từ many đều có nghĩa là nhiều. A few với a little đều có nghĩa là một ít. Few với little nghĩa là hầu như không có. Nhớ, hầu như không có. Vậy là về nghĩa thì nó giống nhau, còn về cách dùng thì nó khác nhau. Vậy cô sẽ có từ champagne của cô nghĩa là sâm banh. Là sâm banh đúng không ạ? Vậy sâm banh của chúng ta là danh từ không đếm được. Một ngụm sâm banh một chút nên cô sẽ dùng a little. Chứ bạn có muốn thử một chút sâm banh không? Chứ không dùng là không có gì. Mời người ta lại không thể nói là không có gì được. Đúng không ạ? Thế này câu số 4 của chúng ta sẽ có như sau. Tất cả những cái cây, tất cả thực vật đều cần có nước. Chúng ta sẽ có tiếp công thức như sau. Chúng ta sẽ có all thì cộng với danh từ số nhiều. Nhưng mà nó sẽ bằng anh sau, nó bằng anh all of. Đằng sau all of phải có the, xong cộng với danh từ. Thì câu này của chúng ta nó không có the đâu nên cô bỏ ý B. Đúng chưa? Tiếp nhá. Thì cô sẽ có câu này của chúng ta từ most khác gì so với... À, cô sẽ có từ tiếp theo này. Cô sẽ có từ most cộng với danh từ. Thì bằng anh most of. Nếu mà most of thì phải có the. Nếu không phải là the thì nó phải có tính từ sở hữu, sau đó cộng danh từ. Tính từ sở hữu chúng ta học trong bài về câu tường thuật rồi, đúng không ạ? Tiếp theo cô sẽ có quy tắc tiếp theo là của sum này. So sum cộng danh từ. Nhờ, thì nó sẽ bằng anh sau, bằng sum up. So sum up cộng với the hoặc tính từ sở hữu rồi cộng với danh từ. Vậy thì cô sẽ thấy là trong cái này của chúng ta sẽ cả all of, most of và sum up đều cần phải có the hoặc tính từ sở hữu. Mà câu này chúng ta lại không có the thì cô sẽ chọn câu 4 của chúng ta là ý A. Xong câu số 4 chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta. The mixture, cái hỗn hợp này trông có vẻ hơi khô. Có lẽ là bạn cần phải thêm một chút nữa. Mà water của chúng ta là danh từ không đếm được thì cô sẽ dùng a little, mà nghĩa là một chút, một ít. Xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu 6 của chúng ta. Từ things nghĩa là, think có s là danh từ đếm được. Nếu là danh từ đếm được chúng ta sẽ không dùng từ much, đúng chưa? Không dùng từ much nhá. Thì cô sẽ có câu này như sau. Cô sẽ có là đừng có hỏi John, anh ta phải làm rất là nhiều thứ. Anh ta cần phải làm rất là nhiều thứ. Thì với cái câu số 6 của chúng ta sẽ có như sau. Thì cô sẽ có a lot of, lots of của chúng ta. Sau lots of cũng dành cùng danh từ, a lot of cũng dùng danh từ. Thì chúng ta sẽ có từ many dùng cho danh từ đếm được. Thì câu số 6 cô chọn đáp án là ý B. Thực ra câu này nhá, người ta dùng a lot of cũng được. Thậm chí người ta dùng lots of cũng được, nhưng hai cái này bằng nhau. Nên là nếu chúng ta chọn C, chúng ta phải chọn D. Chúng ta sẽ có lại cái anh a lot of hoặc lots of của cô sẽ dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được. Nhưng chúng ta không chọn C, không chọn D. Vì sao? Vì hai cái đấy bằng nhau. Sau câu số 6 chuyển cho cô sang câu số 7 của chúng ta. Làm ơn hãy tắt điện trong khi bạn rời khỏi cái phòng đấy. Vậy câu số 7 chúng ta sẽ có tất cả những đồ đạc trong nhà chúng ta sử dụng mạo từ là the, đúng chưa? The room. Vậy cô sẽ chọn được câu 7 là ý A. Câu số 8 của chúng ta sẽ là chúng tôi đang tìm cái người mà có kinh nghiệm. Vậy chúng ta sẽ có experience của chúng ta được gọi là danh từ chung, danh từ chung, danh từ trừu tượng. Người ta không sử dụng mạo từ trước danh từ trừu tượng. Vậy cô sẽ chọn đáp án là ý D. Cái này trong cái 25 chuyên đề của chúng ta có này.
Câu số 9 của chúng ta sẽ có câu này như sau. Hãy đưa cho tôi, theo tình huống câu này là làm ơn đưa cho tôi cái chai muối, cái nọ muối được không? Vậy chúng ta thấy là khi cái người ta sử dụng mạo từ the trong trường hợp này để chỉ cái chai, cái nọ đấy, đúng không ạ? Nên chúng ta sử dụng mạo từ là the. Cả người nói và người nghe đều biết rõ vậy nọ. Cô sẽ có là hãy chỉ cho tôi đường. Could you show me the way là cụm từ, đúng không ạ? To the station. Người ta sử dụng mạo từ the trước từ station của cô là nhà ga, địa điểm công cộng. Xong câu số 10 chuyển đến câu số 11 của chúng ta. Nhanh lên đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vậy cần ở đây là nhiều, nhưng mà time là danh từ không đếm được, cô sẽ điền từ much. Xong câu 11 chuyển đến câu số 12 của chúng ta. Rạp chiếu phim đó gần như trống không, đúng không ạ? Làm sao? Hầu như không có người. Mà people của cô là danh từ đếm được. Nếu đếm được cô không dùng much, không dùng a little, đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ có là hầu như không có người vì loại empty trống không mà, thì cô không thể chọn many nhiều được. Nên 12 cô chọn ý B. Xong 12 chuyển được cô sang câu 13 của chúng ta. Don't worry, đúng không ạ? Đừng có, không phải nó vội đâu vì chúng ta vẫn còn rất là nhiều thời gian. Vậy cô sẽ cần một từ nghĩa là nhiều, nhưng mà time là danh từ không đếm được. Nếu là danh từ không đếm được, à xem nào. Đừng có, nó chúng ta vẫn còn một chút thời gian để uống cà phê. Vậy mang nghĩa là một chút, nhưng mà time là danh từ không đếm được. Không đếm được cô sẽ bỏ many, bỏ a few. Nó mang nghĩa là một chút, vậy cô sẽ chọn được 13 là ý A. Xong 13 chuyển được cô sang câu 14 của chúng ta. Câu 14 chúng ta sẽ có như sau. Bài tập này có 3 loại, đúng không ạ? Cái bài tập này có 3 vấn đề tất cả. Thế câu số 14 của chúng ta sẽ có như sau. Thế cô sẽ dùng từ three kinds, đúng không ạ? Three kinds problem. Yeah, three kinds of problem. Three kinds of problem. Three kinds of problem. Cô lại dùng three kinds of problem, đúng không ạ? Có 3 loại vấn đề tất cả. Three kinds problem thì không được. Rồi câu số 15 của chúng ta có từ men là danh từ không đếm được. Trẻ con, một đứa trẻ sẽ uống rất là nhiều sữa mọi ngày, mang nghĩa như vậy. Thì câu số 15 của chúng ta sẽ điền được câu này của chúng ta không phải là many, không phải là a few. Vậy còn từ much và từ a lot of. Thực ra much với a lot of là như nhau. Vậy câu này chọn A hay C cho cô để ok. Câu số 16 của chúng ta sẽ có như sau. Sự khác nhau, bây giờ cô sẽ giảng tiếp cho bạn sự khác nhau giữa some và any. Phần này của chúng ta có chèn thêm cả phần về toàn bộ cái phần này của chúng ta thuộc kiến thức về lượng từ nhé. Nên là các bạn ở trong khóa của cô, các bạn đều có sách 25 chuyên đề á. Các bạn mở sách đấy ra, các bạn làm cho cô cái phần thêm cả bài tập phần lượng từ nữa để các bạn hiểu rõ. Some với any khác gì nhau này? Some dùng với câu khẳng định, về cơ bản là some dùng với câu khẳng định, còn any dùng với câu phủ định và nghi vấn. Còn một số trường hợp tí nữa cô nhắc. Thế cô sẽ có này. Ở đây của cô có đứt là phủ định, vậy cô sẽ dùng câu 16 là ý B. Sau câu 16 chuyển cho cô sang câu 17. Câu 17 trùng rồi, cô sẽ chọn 17 ý A. À 16 ý A. Câu số 17 của chúng ta, cô ấy đọc, đúng không ạ? Một cuốn sách thú vị, mang nghĩa là một. Câu 17 cô chọn B. Tại sao mình chọn B mà không chọn A? Bởi vì interesting của cô bắt đầu bằng một nguyên âm. Sau câu 17 chuyển cho cô sang câu 18. Ông ấy là một bệnh nhân. Nhạ. Ông ấy, đúng không ạ? Là một người ốm. Vậy cô sẽ có ý A của cô, ơ là mạo từ, sick là tính từ, câu này thiếu danh từ chúng ta không chọn. Ý B của chúng ta cũng tương tự, cũng là mạo từ và tính từ cô không chọn. Vậy cô sẽ chọn câu số 18 của chúng ta là ý C. Sau câu 18 chuyển được cô sang câu 19 của chúng ta. Chúng ta sẽ có như sau, Atlantic, đúng không ạ? Thái Bình Dương là một đại dương. Vậy là một đại dương cô sẽ dùng an ocean. Chờ, ý A của cô là một kênh, ý B là một biển, ý C là một hồ, ý D là một hồ. Xong câu 19 chuyển được cô sang câu 20 của chúng ta. Bài hát đó rất là phổ biến, rất là nhiều người thích. Vậy cần nghĩa như vậy thì câu số 20 cô sẽ chọn được đáp án là ý D, many people. Ok, các bạn thân mến, chúng ta còn từ câu số 21 đến câu 40. Xin phép ngắt các bạn sang một phần video tiếp theo nhé.